em đụ mẹ nè. Ở nhà đụ má chăn nêm để mắm không muốn. Xách nhau ba bốn thằng xuống Hà Tiên câu cá, đụ má ngủ giữa trời giữa đất vậy nè. Mũi cắn như một con chó. Thức nguyên đêm mắt thục, thắc mắc thục luôn. Mắt thật thì đầu con Má giờ dang dỏng nằm mà lạnh như một con chó. mẹ con với mẹ với mẹ muốn về Giờ đứng chụp nhà hình mặt trời lặn mặt trời mọc vậy đó má chết. Thằng này đòi về với mẹ. Trời ơi, tôi muốn nghe ngày xưa đó, nhưng không biết gì. Giờ này ngồi chụp hình kìa, thấy không, tự sướng các kiểu còn đại điểu luôn, mà rớt cục sạc giờ. Giờ ngủ mệt rồi. Cảnh đẹp gì ngủ. Hello các bạn, thì đây ba đêm tôi được sau quá trình ngủ lùm của buổi Hà Tiên thì chuẩn bị đi qua chợ Hà Tiên ăn sáng và chuẩn bị đi câu là Các một bạn có cái biết tôi là ai không? vlog mới luôn á, trời xem nha các bạn. Còn đây là mang thôi đi. Mới 18 mà bà. À cuối cùng mình cũng tới các bạn ơi. Mình đi lượm này nè. Con này là gọi là con nghêu. Dân này là gọi nghêu đá hay gì vậy. Nhóc này luôn nè bà ơi. Giờ mình đi bắt đi bắt các bạn coi cũng dễ tìm lắm, cũng dễ tìm lắm. Nghêu nè. Cái gì? Mấy con rồi. Này rất là nhiều luôn. Nè nó làm gì nè. Thấy không, nó làm gì nè. Con nào còn sống thì lấy. Này chết rồi. Này coi sống nè bạn, bóp ra nước nằm trên mấy đá nè bạn. Nãy nghe chú kia nói là nghêu đá đây rất là nhiều đây này. Nè mày chết, dân đây ta bắt nhiều lắm bạn. Này con là có nước được. Mới bắt được con rồi bạn. Này nhiều lắm nha. Này nhiều đá nhiều lắm đó. Này rất là nhiều. Ngốc này.
giờ mình sẽ lấy đầu câu các bạn. Ông quên rồi. Ăn cắp ổng đi. Mình bỏ cho đây đi. Bác. Sau một đêm chống chọi thiên nhiên thì ngủ lùm ngủ bụi. Ngủ lùm ngủ bụi. Hai thằng lòn ở đâu rồi? Mang ớt. Mang ớt. Cái đó ngon lắm á. Có tay lưới rộng lên thôi chết, cái đó ngon lắm á. Đem đây nè. Ừ, cái mang ớt, cái này nước ngon nè. Sáng qua bà kêu bán, kêu bán mấy trăm ngàn phải không? Ừ, trong tiệm mới nè. Rồi cần chút xíu rồi. Cái này được chục con thì tới luôn rồi. Lên câu nữa, nhóc bánh nữa. Ừ. Kiếm gì được đi. Có tay lưới nè, có ấy được không? Kiếm cái sọc gì vậy? Nó nhức đầu. Ờ, cáo ăn mà. Lượm lên rồi. Lượm lên rồi. Có đâu. Có gì đâu đựng. Hả? Thấy đâu? Hả? Lưu đâu ba? Trong nhà hả? Trong nhà hả? Ton. Rồi uống luôn. Lại thêm một con cá này nữa nghe. Để cát chết vậy. Trời ơi. Quá ngon rồi, 10 con này là nấu canh chua là tới luôn. Má nó sóc lướt bật bật luôn ha. Ừ, nó giật nó nhóm câu luôn mà. Giờ đi qua cầu cảng câu. Đây.
Thôi đi đi bà ơi. Thì đi trước đi. Xe lấy sao rồi? Xe lấy sao rồi? Xe tổng luôn. Xe cầm hết. Xe lấy sao rồi? Sao vậy? Chạy luôn, đổ chân ăn. Ok, lấy xe.